chào các khán giả của chuyên mục Ngon và Lành. Hoa quả chủ yếu được sử dụng trong các đồ uống hay là các nước giải khát, và để làm cho phong phú các đồ uống thì mọi người đã nghĩ rất là nhiều cách để làm cho đồ uống của chúng ta thêm phần đẹp mắt. Và ngày hôm nay Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gọi là công thức để làm ra những cái viên thạch bi từ hoa quả để cùng kết hợp với trà hay là những loại chè cũng rất là hấp dẫn. Và người sẽ hướng dẫn chúng tôi ngày hôm nay đó là bạn Phạm Thu Trung. Xin chào Trung. Có lẽ là khán giả cũng đang thắc mắc khi mà mình nhắc đến cái gọi là thạch bi hoa quả đúng không ạ? Với cái món này thì nó đã xu nhập với cả mọi người đã biết đến đã lâu chưa? Cái món thạch bi hoa quả này thì mới được mọi người biết đến trong năm nay thôi. Và nhất đặc biệt là với từ đầu mùa hè đến giờ mà nó cũng khá là hot so với cả các loại thực phẩm khác đúng không ạ? Vậy theo bạn mà nó còn được chú ý và hot là bởi là cái hình thức hay là cái điểm gì mà để cho mọi người lôi cuốn như vậy? Vâng, thứ nhất là cái hình thức của nó cũng rất là đẹp mắt, nó rất là xinh, như những cái viên bi trong suốt ấy, và trong đó là có cái hoa quả tươi, nó rất là tốt cho sức khỏe, giữ được trọn vẹn vitamin của cái hoa quả đấy. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ là khi mà kết hợp với thạch rau câu ấy thì các bé sẽ thích hơn. Vì vậy là các bố mẹ cũng chăm làm hơn để cho các bé có thể ăn đúng không ạ? Tại vì là đa phần các trẻ con thì là gọi là hơi lười ăn hoa quả một xíu. Vậy nói về cái thạch bi hoa quả này thì mình sẽ sử dụng những nguyên liệu gì ạ? Vâng, đầu tiên là hoa quả tươi ạ. Chúng ta có thể dùng theo mùa, mùa nào thức đấy cũng được ạ. Em còn dùng cái bột rau câu cá dẻo, đường kính trắng và một chút bột năng ạ. Và ở đây thì mình có một cái khuôn đúng không ạ? Vâng. Khuôn này sẽ là khuôn đây. Đúng không ạ? Vâng. Khuôn này sẽ ta tạo được cái viên thạch hình bi tròn. Đẹp mắt. Nói về hoa quả thì hôm nay bạn sẽ sử dụng chủ yếu là loại hoa quả gì? Hôm nay thì em có kiwi, trái thanh long đỏ và xoài. Chúng ta sẽ làm thử ba món đấy chứ. Tức là mình cũng sẽ lựa chọn những cái loại hoa quả nào mà nó có các màu khác nhau để khi mà cái ra thành phẩm thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn đúng không ạ? Hôm nay thì Trung sẽ kết hợp với cái thạch hoa quả này với trà hay là với một loại chè nào? Để cho các mẹ có thể đơn giản dễ làm mà các bé cũng thích ăn thì em sẽ hướng dẫn với mọi người là làm mix thạch hoa quả này với cả cái nước cốt dừa. Với các bé thì cho cốt dừa vào là rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thế còn ví dụ như là các ông bố hay là những người lớn nếu mà mình muốn uống với trà thì mình sẽ mix với trà, nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ ưu tiên các em bé hơn thì mình sẽ sử dụng là trà cốt dừa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm thạch bi hoa quả nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ sơ chế hoa quả trước. Kiwi thì mình có thể lựa chọn cả kiwi vàng và kiwi xanh. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bạn Trung sử dụng xoài là xoài vàng rồi. Thì mình sẽ sử dụng kiwi xanh. Quả kiwi xanh thì nên lựa chọn cái quả mà nó không quá mềm tay. Mềm bởi vì là mềm thì nó sẽ bị nhũn bên trong chứ. Và nó sẽ không có độ chua. Nó sẽ gọt vỏ. Tất cả các hoa quả khi mình lựa chọn thì mình đều sử dụng cái loại hoa quả gọi là chín vừa thôi đúng không ạ? Không nên chín quá và cũng không xanh quá. Cắt hạt lựu, hạt lựu nhỏ thôi thì để cái quả này nó không bị chìm ở dưới so với cái thạch. Cái khuôn mà hình bi này thì nó có chỉ có một khuôn thôi hả bạn, hay là nó cũng có nhiều khuôn bi? Dạ, nó cũng có nhiều kích cỡ chị ạ, nó có cỡ to, cỡ nhỏ cũng có nhiều ạ. Vì vậy thì mình cũng sẽ khi mà thái cái hoa quả này thì mình sẽ cũng căn cứ vào cái khuôn của mình. Vâng. Ví dụ như là cái khuôn nhỏ ở đây, khuôn khá chắc có lẽ là nhỏ nhất đấy bạn nhỉ? Vâng. Thì mình sẽ thái nhỏ thôi. Thế còn nếu mà ví dụ khuôn của chúng ta thái to hơn thì mình sẽ thái cái hoa quả của chúng ta to hơn một xíu. Tiếp theo là đến thanh long đỏ. Mình cũng có thể sử dụng thanh long trắng cũng được đúng không ạ? Nhưng mà thanh long đỏ thì màu nó sẽ nổi hơn so với cái thạch của chúng ta. Thực ra cái hoa quả này thì sẽ do khẩu vị của mỗi người. Mọi người sẽ lựa chọn, ví dụ mình thích ăn loại của hoa quả nào thì mình có thể sử dụng hoa quả đó. Tuy nhiên chỉ có cái lưu ý là mình sẽ lựa chọn màu sao cho nó khác nhau thôi. Và màu sắc nó nổi bật thì khi mà thành phẩm của chúng ta ra thì trông sẽ hấp dẫn hơn. Với xoài thì chúng ta cũng sẽ cắt tương tự như thanh long và kiwi. Ừ.
sau đấy chúng ta sẽ tiến hành bước là đun hạch. Em sẽ sử dụng một gói rau câu con cá rẻ và 200g đường. Các mẹ lưu ý một chút là chúng ta trộn rau câu con cá rẻ với đường trước để cho nó tan trước hả? Vâng ạ, thì nó sẽ không bị vón cái bột rau câu chị ạ. Sau đấy là em sử dụng 1,5 lít nước hòa tan đường và cho câu. Khi mà mình cho lên bếp đun luôn hoặc là chị không hòa bột rau câu cùng với cả đường ấy, thì nó sẽ hiện tượng là cái bột rau câu nó sẽ bị vón lại và sẽ rất là khó tan, nó sẽ gây ra cục cứng. Rau thế này luôn ạ. Khi mà mình hòa tan thì bắt đầu mình đã thấy cái nước của nó hơi sền sệt rồi. Vâng, có độ sánh rồi chị ạ. Trong lúc chờ nước thạch sôi thì em sẽ chuẩn bị một cái lưới lọc và một tấm giấy thấm dầu ạ. Mục đích của cái này là em sẽ lọc qua cái thạch ngày qua đây để cho nó, thứ nhất là nó không bị bọt bẩn, thứ hai là nó sẽ làm trong cái thạch và nó sẽ không cặn. Rồi mình thấy cái rau câu của mình bắt đầu sánh rồi. Cái hoa quả này là tí nữa mình sẽ cho vào khuôn hay là mình sẽ cho vào đây ạ? Dạ, hoa quả này chúng ta sẽ xếp luôn vào khuôn chị ạ. Vậy xong lúc đấy thì tớ sẽ xếp vào khuôn cho bạn nhé. Thì sẽ có 3 khuôn mình sẽ sử dụng, là mỗi một khuôn một loại hoa quả đúng không ạ? Mình sẽ xếp khoảng 2 viên ạ, 1 viên. Mình thấy cái món thạch bi hoa quả này là có thể là làm cùng với cả các bé ở tại nhà. Các bé cũng rất là thích đúng không ạ? Cùng kết hợp các bé và hai mẹ con cùng làm thì sẽ tạo nên cái không khí gọi là rất là thích cho các bé ở đây. Chuyển sang thanh long. Cuối cùng là kiwi này. Thật ra mình cho cả khuôn đá cũng được, để thể ra khi cái thành phẩm của mình có cả mà hình tròn này, hình vuông và hình chữ nhật đấy thì trông lại càng phong phú hơn. Sau khi mà cái thạch rau câu này của chúng ta được rồi thì mình có cần phải chờ cho nó nguội hẳn không? Chúng ta cho nguội một xíu thôi. Nếu như nguội hẳn thì nó sẽ đông mà nó sẽ không thành khuôn được chị ạ. Rau câu, thạch rau câu đã sôi thì chúng ta để nguội một xíu và chúng ta bắt đầu đun lọc ạ. Đây thì có những cái vón vón ấy, chúng ta sẽ giữ lại được hết. Vâng ạ. Và cảm giác như là khi lọc thì cái thạch của chúng ta, nước thạch của chúng ta nó cũng trong hơn đúng không? Đúng rồi, nó sẽ không có bọt chị ạ. Nước thạch sau khi đã nguội khoảng tầm 70% thì chúng ta tiến hành là đổ vào khuôn. Đổ đầy lên đến miệng này thì nó sẽ tạo được hình viên tròn chị ạ. Khuôn này chứng minh thôi. Và mình sẽ để trong tủ lạnh trong khoảng bao nhiêu lâu thì cái thạch này của chúng ta sẽ đông được ạ? Thạch này thì chúng ta để tầm khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là nó có thể đông hết được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mang vào tủ lạnh để cho cái thạch của chúng ta đông nhé. Và trong cái thời gian chờ cho thạch đông thì chúng ta sẽ chuyển sang nấu cái nước cốt dừa để cho cái bát chè của chúng ta hoàn thành. Với món thạch này thì chúng ta có thể kết hợp với rất là nhiều loại chè, nhưng mà hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cái món chè đơn giản nhất và vẫn là thơm ngon. Chúng ta sẽ đun nước cốt dừa. Em dùng một lon nước cốt dừa khoảng 380ml với khoảng 2 lon này nước lạnh. Em sẽ thêm vào đây là 100g đường. Em sẽ dùng khoảng 20g bột năng
hòa với một chút nước để tạo độ sánh. Bột năng hoặc là mình có thể sử dụng bột sắn ở nhà cũng được. Vâng ạ. Miễn sao để cho cái hỗn hợp nước của chúng ta nó có sệt sệt là được. Cái này chắc là phải khi nào nó sôi mình cho vào chứ không? Dạ vâng ạ. Nước cốt dừa đã bắt đầu lăn tăn sôi, chúng ta tiến hành là cho bột năng. Cái bột này thì chúng ta sẽ cho từ từ thôi, và các bạn có thể cảm nhận là khi nào mà nước chúng ta nó hơi sệt sệt là được. Và nếu mà lỏng quá thì chúng ta lại cho thêm vào, chứ đừng cho cùng gọi là một lúc thì sợ nó lại thành đặc quá. Và chúng ta luôn sôi trở lại là được chị. Nếu mà quý vị các bạn có thời gian mà kỳ công hơn thì mình có thể tự làm cái cốt dừa ở nhà. Và bởi vì cốt dừa khi mà mình mua dừa non về rồi mình xay rồi mình có thể tự làm. Tuy nhiên là để tiết kiệm thời gian thì hôm nay chúng tôi sử dụng gọi là cốt dừa bằng hộp. Rồi như vậy là được rồi đấy ạ. Rồi tắt bếp ạ. Như vậy thì có lẽ cái thời điểm này thì cái thạch hoa quả của chúng ta trong tủ lạnh thì cũng đã đông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mang ra nhé. Sau khi thạch y của chúng ta đã để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng thì nó đã đông và em đã dỡ ra được, thì được chúng ta được những viên bi khuôn tròn như này. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ mix thạch bi với cả nước cốt dừa. Nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Những cái viên của chúng ta rất là tròn, các màu sắc hồng, này, vàng và xanh. Nước cốt dừa này chúng ta có phải chờ để cho nó nguội không ạ? Có ạ, cái này là nước cốt dừa rồi, em đã làm nguội rồi ạ. Bây giờ em sẽ mix này. Mình sẽ sử dụng mỗi một loại là 3 viên. Cho ăn nước cốt dừa. Và muốn ăn mát thì quý vị các bạn có thể rắc thêm một chút đá bào lên. Và nhìn nó rất là hấp dẫn rồi, này chắc chắn là các bé rất thích đây. Vậy khi mà thưởng thức thì nó sẽ có hương vị như thế nào nhỉ? Nước cốt dừa thì vốn dĩ nó rất là thơm và béo. Ăn cùng với cả là thạch rau câu mát và cộng thêm cái nhân hoa quả bên trong có vị chua, vị ngọt, nó rất là hài hòa chị ạ. Tức là ngoài cái vị ngậy ngậy béo của cái nước cốt dừa chúng ta mix vào này thì cái phần thạch thạch thì rất là kiểu mát này, hoa quả thì chua chua, đâm ra là ăn cũng rất là dễ ăn đúng không ạ? Tôi thích hoa quả này thì mình còn sử dụng vào trong những cái gọi là chè hay là trà nào nữa, mix cùng nhỉ ạ? Cái này thạch hoa quả thì chúng ta có thể mix cùng với cả cái các loại trà mạ, trà Lipton hoặc là trà sữa cũng được chị ạ. Và mình có thể cho cả sữa chua đúng không ạ? Vâng. Caramel này trộn vào các loại chè, mình có thể gọi là nó gần giống như một loại gọi là topping vậy ạ. Thì mình cho vào. Vâng. Và hy vọng là với sự gợi ý của bạn Trung ngày hôm nay thì quý vị các bạn có thể làm món thạch hoa quả bi này thành công nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.